Ok, chào mọi người. Thì để trả lời cho câu hỏi là nếu mà một dàn âm thanh mà phân tách ra là hai khu vực, mọi người, một khu vực nhỏ, một khu vực lớn thì sẽ lắp loa như thế nào mọi người? Đó thì mình sẽ chia sẻ vấn đề như thế này nha mọi người. Thì hiện tại quán mình là hai khu vực nè, khu vực này nhỏ hơn thì dùng hai cặp nè. Rồi phía trong này thì nó sẽ rộng hơn nhiều lần mọi người. Nó rộng hơn nhiều lần nhưng mình cũng chỉ dùng được 4 cặp thôi, 4 cặp loa thôi mọi người. Nó rải ra thì mọi người thấy là cái mật độ rải loa nó thưa hơn mà kia nhiều nha, nên nếu là mọi người mình dùng một cái âm ly mình đấu vẫn được mọi người, mình đấu song song nối tiếp, song song nối tiếp để mình đưa về cái trợ kháng 4 tới 16 ohm trên một kênh thì đánh vẫn bình thường. Nhưng mà nó bị cái vấn đề là khi mà mình mở trong đây nghe âm lượng ok thì ngoài kia nó sẽ nghe rất là lớn, tại vì không gian ngoài kia nó nhỏ hơn nhiều trong đây mọi người. Và nếu mà để mở ngoài kia mà nó nghe ok thì trong này lại nghe rất là nhỏ, rất là loãng, phải không? Và để giải quyết cho vấn đề này thì đơn giản mình sẽ phải tách ra hai cái âm ly thôi mọi người. Mình sẽ tách ra hai âm ly, và cái âm ly chính mình sẽ lấy kết nối từ cái máy nghe nhạc hay là laptop tùy mọi người. Và từ cái âm ly này mọi người xuất cái layout á mọi người, cái từ cái cổng layout ra cái cổng audio in của cái âm ly thứ hai để đánh cái ngoài kia nha. Đó thì khi đó thì mọi người có thể tùy chỉnh âm lượng rồi, ví dụ như âm lượng mình có thể tùy chỉnh thoải mái, mình chỉnh làm sao cho ngoài kia nghe được và trong đây mình cũng chỉnh làm sao cho trong đây nghe được. Đó thì hiện tại mình dùng cái con này là con Kenwood K521 nè, còn con này là JVC-S1. Thì mình cũng chia sẻ luôn là sau một thời gian mình dùng mọi người thì có những cái con âm ly mà mọi người nên dùng cho cái việc phát nhạc trong cái quán cà phê á, là mọi người nên chọn cái âm ly chơi mạch số nha. Ví dụ như cái con JVC dòng S1 này nó chơi mạch số nè, và chơi mạch số thì nó sẽ mát mọi người, nó sẽ mát và nó chạy gần như là 24 trên 4 bình thường, nó sẽ không có ảnh hưởng, không có vấn đề cả, nó chạy liên tục. Còn mà chơi cái sò thì nó sẽ rất là nóng mọi người. Nóng thì không có nghĩa là nó sẽ hư liền đâu, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ ảnh hưởng, tại vì nó nóng thời gian dài liên tục thì nó sẽ dễ bị cháy người. Nhưng mà đối với con K521 này người, con K521 này thì nó vẫn rất là nóng, thì do con này nó chơi cái mạch sò này, nhưng mà mình vẫn đang dùng kiểu là chữa cháy tạm thôi. Mình dùng thời gian tầm 1-2 tháng thì mình sẽ đổi qua một cái con JVC luôn, JVC S1 luôn, khi có hàng thì mình sẽ đổi luôn, tại vì con này nó chơi mát lắm. Nó chơi gần như 24 trên 24 và 7 ngày một tuần là không không ăn thua gì mà. Kể cả mọi người để quên mọi người on nó cũng không cháy nha, tại vì khi mà nó không có xuất tín hiệu ra loa thì nó sẽ không nóng mọi người, nó không nóng. Nó rất là mát. Đó thì mọi người thấy là để mọi người chơi những cái âm ly này nó rẻ lắm, nó rẻ, nó tầm có tầm 8 900 1 triệu thôi là mọi người có thể đánh được một dàn loa 4 cái, 8 cái, thậm chí 16 cái là nó đánh được, nó tải được luôn nha mọi người. Rồi, hai nữa là mọi người có thể chọn cái dòng Bose 1610 đánh cũng rất mát luôn. Nói chung là những cái con âm ly số là mọi người nên ưu tiên chọn để chơi cái dàn âm thanh của quán cà phê, để nó đảm bảo vừa kinh tế mà vừa bền bền. Đó mình đang đánh rồi phải không? Đang đánh nè. Đang đánh. Mình đánh Bose nè, Bose 101 nè. Hôm nay mình chơi mỗi bên 4 cái là 8 cái, 4 cặp mọi người. Và ngoài kia thì chỉ có 4 cái thôi. Đó. Thì mọi người biết sao, tại vì mở quán cà phê thì mình chỉ chơi nhạc liu riu thôi, nên là không cần phải những cái âm ly quá quá gấu mọi người, quá quá như là 390 RE SE thì nói chung cũng được đó, cũng được đó, nhưng mà nó chơi cái mạch sò nên là nó sẽ rất là nóng. Nó hay mọi người, nó hay hơn cái con này đương nhiên rồi, nó sẽ hay hơn, nhưng mà mọi người chơi thời gian dài người nó không bằng được cái này, tại vì cái con 390 đó nó sẽ nóng mọi người, nó rất là nóng, tại vì cái dòng ly âm ly chơi sò bán dẫn mà nó nóng lắm. Và mọi người biết là ở cái không gian cà phê thì cái việc mà để đáp ứng cái nhạc phân dãy cao thì nó cũng không có đến nỗi là đáp ứng tốt được đâu, tại vì không gian nó quá to và nó quá loãng người, và nhiều khi nó ồn ào nữa, nên mọi người chỉ cần một cái nguồn nhạc ok, dùng cái máy nghe nhạc đơn giản thôi để mình hạn chế những cái rối âm trầm, và mình dùng những cái loa
monitor của Bose này, dòng 101mm này, để mình hạn chế cái âm trầm rối nữa. Và mình chơi bằng một cái amply bất kỳ mọi người, chỉ cần vậy thôi là đủ rồi. Đủ nghe ok rồi mọi người, nghe liu riu, rất là dễ chịu. Rồi, đó là chia sẻ của mình nha. Ai có mà dự định lắp quán cà phê thì cứ tham khảo thôi mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều.